Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng ngày 21 tháng 12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm và động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3. Đây là đơn vị tình báo hành động chủ công của Tổng cục 2. Cùng đi với Chủ tịch nước có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham quan công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại thao trường, Chủ tịch nước và các đại biểu đã chứng kiến bộ đội trình diễn kỹ năng chiến đấu, thể hiện bản lĩnh, ý chí, quyết tâm, kỷ luật huấn luyện chiến đấu và quá trình phấn đấu rèn luyện bền bỉ, kiên cường của người lính trinh sát đặc nhiệm tình báo quốc phòng. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3 và động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị. Lữ đoàn của chúng ta đã xây dựng được trận địa chính trị tư tưởng vững vàng, trung thành, kiên định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tôi rất là ấn tượng với kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đồng chí. Từ việc rèn luyện thể lực, những tình huống cận chiến đến phát triển những cái thiết bị kỹ thuật phục vụ cho các cái tình huống, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, bằng cái kết quả rất là cụ thể trong việc giữ vững cái và đảm bảo an toàn cho các cái sự kiện chính trị quan trọng, cho các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và giúp bạn, tôi cho rằng đó là những cái kết quả rất là ấn tượng, rất là nổi bật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận biểu dương đánh giá cao những thành tích và bước phát triển về mọi mặt của lữ đoàn trong những năm gần đây, đặc biệt là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là một trong những đơn vị hành động chủ công trong đội hình chiến đấu của tình báo quốc phòng. Đồng thời, Chủ tịch nước chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của tình báo quốc phòng và lữ đoàn, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu là nhiệm vụ then chốt, luôn giữ vững trận địa tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chủ động khắc phục mọi khó khăn, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3 mạnh khỏe, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ tin tưởng Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3 nói riêng, Tổng cục nói chung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân.